có khoảng 55% người Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh trong năm 2016, tăng 25% so với năm 2015. Trong đó, sử dụng nhiều nhất chiếm đến 34% là dùng cho Facebook, 29% để xem video, 28% sử dụng bản đồ hướng dẫn. Thống kê này được tạp chí văn học Hawaii Review Mỹ đưa ra vừa qua. Theo dữ liệu vừa công bố, Facebook, Zalo, Facebook Messenger và Google là những dịch vụ mạng xã hội được dùng nhiều nhất tại Việt Nam. Các hoạt động chiếm thời lượng thấp nhất trong hoạt động truy cập Internet trên điện thoại của người Việt là đọc sách, các hoạt động liên quan tới mua sắm, tài chính, giáo dục. Số người sử dụng điện thoại thông minh để truy cập Internet ở Việt Nam, đặc biệt là ở độ tuổi từ 18 đến 34, chiếm tỷ lệ rất cao so với tỷ lệ người chỉ sử dụng máy vi tính hoặc sử dụng nhiều thiết bị khác nhau trong khu vực, cũng như những nước cùng nằm trong danh sách 20 quốc gia có nhiều người sử dụng Internet. Nguyên nhân là do Việt Nam là một trong những nước có kết nối di động cao và sự tiện lợi của các ứng dụng tiện ích trên điện thoại thông minh.